lại một năm nữa, lại một sinh nhật nữa của anh bạn thân. Như các bạn có thể đoán được, tất nhiên là một đứa như mình, một cái sinh nhật thì mình sẽ không thể bỏ lỡ một cái dịp này để dở trò một chút trong cái sinh nhật của anh bạn thân được. Năm nay thì mình sẽ dở trò gì? Vì năm nay rất là khó, càng về sau thì sẽ càng khó hơn. Tại vì kiểu càng về sau thì người ta sẽ càng đoán ra được ấy. Sinh nhật bất ngờ, bạn bè không nhắn nhe gì, giống như là kịch bản của Dino thì đã có rồi này. Mình tới mà mình làm bất ngờ cho cái sinh nhật thì cũng đã tới, đã làm rồi. Cho nên là năm nay mình nghĩ là mình sẽ phải cao tay hơn một chút để mà có thể lừa được. Thế cho nên là mình đã lập một cái event ở trên Facebook, mình mời bạn bè tới một cái bữa tiệc sinh nhật theo một cách hết sức là trong sáng và thẳng thắn, và gần giống như là mình không có nghĩ đến cái việc làm bất ngờ hay là gì cả. Thì sau đấy, ngày hôm nay là ngày sinh nhật rồi. Ngày hôm nay thì buổi sáng mình nói với anh bạn thân là ngày hôm nay mình sẽ đến Dino để quay phim. Quay phim gì thì không biết, thì mình không nói. Và anh bạn thân cũng không hỏi. Tức là anh bạn thân nghĩ, mình nghĩ là anh bạn thân nghĩ rằng mình đang ở bên này, mình bày một cái trò gì đó. Đúng rồi. Thế cho nên là mình đã có chị Chi đăng một vài cái story ở trên Instagram, kiểu giống như là Lia quay mấy con chó đó. Thế nhưng mà tự nhiên nó lại dính cái góc bếp vào nơi mà tụi mình đang quay hình bánh. Thì anh bạn thân sẽ biết là hai đứa này đang làm bánh mà muốn làm một cái bánh bất ngờ. Tức là anh bạn thân sẽ nghĩ rằng cái bất ngờ nó nằm ở cái bánh. Thế nhưng cái bất ngờ thực ra nó không nằm ở cái bánh, mà nó nằm ở một chỗ khác. Và các bạn sẽ phải chờ xem cái bất ngờ đó sẽ là bất ngờ gì. Ngày hôm nay phụ tá của mình, không phải là phụ tá, thực ra là người làm chính, mình là người phụ tá, nhưng mà ý là cái người hỗ trợ đắc lực cho mình trong cái kế hoạch này là Dino. Mình sẽ làm một cái bánh và sẽ có rất là nhiều bất ngờ tầng tầng lớp lớp lên trên cái bánh ấy. Và mọi người muốn biết là bất ngờ gì thì hồi sau sẽ rõ, bởi vì là chúng mình sẽ không tiết lộ ở đây đâu. Vậy thì bây giờ Dino và mình sẽ bắt tay ngay vào việc, tại vì thời gian thì cũng không còn nhiều, tiệc cũng sắp đến, thế cho nên là tụi mình phải nhanh lên một chút. Nhanh lên không là trễ mất. Và hôm nay sẽ có Matcha làm phụ tá. Matcha hôm nay sẽ giúp đúng không? Ừ, đúng, các bạn chờ hồi sau sẽ rõ xem một cái bất ngờ sẽ là gì nhá. Ok, đi thôi. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ đi về và chuẩn bị cho cái bữa tiệc. Mình và Dino đã xong việc rồi, tất cả đều đã sẵn sàng, đúng không Dino? Bây giờ lên đồ. Bây giờ mình sẽ về và mình sẽ dọn dẹp nhà cửa một lúc để đón hội này đến và tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Và những điều bất ngờ sẽ còn ở phía trước. Xem diễn xuất của chị có đủ đáng tin hay không đây. Bây giờ mình với các bạn về nhà đã nha, đi. Mình đã về nhà rồi đây, bây giờ mình sẽ về và mình sẽ tỉnh bơ, chuẩn bị sửa soạn mọi thứ để đón mọi người như chưa từng có việc gì xảy ra. Sau đấy tất cả bất ngờ đã được set up hết rồi. Từ giờ chúng mình chỉ cần chờ xem cái bất ngờ này thôi. Chào các bạn. Ngày hôm nay là sinh nhật của nhân vật này đây. Tụi mình ngày hôm nay sẽ tổ chức một cái party nho nhỏ, một cái bữa tiệc nho nhỏ để mời một số bạn bè đến ăn tối. Thế cho nên là tụi mình mời các bạn tham gia cùng với tụi mình nha. Đi ăn sinh nhật birthday boy anh bạn thân cả. Bây giờ thì đang là khoảng 5 giờ kém, khoảng 6 giờ thì mọi người sẽ dần dần đến. Thế cho nên là bây giờ tụi mình sẽ dọn nhà để bắt đầu set up mọi thứ nha. Đây, tí nữa thì mọi người sẽ để quà ở trên này. Mình đã xin được của Dino cái bờm và một ít cái đồ mũ nón cái này rồi, từ bên nhà Dino về. Đây là quà mà trợ lý của mình đang đi du lịch không có tới dự được, thế nhưng mà đây là quà trợ lý của mình gửi sẵn, là một gói quà như thế này và một gói muối iốt. Đó, tí nữa mọi người đến thì sẽ để quà ở đây để có cái tiết mục bóc quà nha. Chúc mừng sinh nhật. Yeah. Đây là mũ được sinh nhật Muji cả nhà. Rất là tiết kiệm. Chuẩn bị bóc quà các bạn ơi. Giang xin phép được mở đầu tiết mục bóc quà ngày hôm nay cùng với Dino. Ngày hôm nay thực ra là sáng nay em không đi quay với Dino mà là em và Nô đã làm một bất ngờ. Một cái bánh dành cho anh, tự tay em và Dino làm. Yeah. Là bất ngờ sinh nhật hôm nay. Đây chính là bánh do vợ anh tự làm và em với sự trợ giúp liệu chút xíu của em thôi. Wow. Anh lấy vợ anh kéo tay chưa? Đây là bánh Black Forest với cốt là chocolate, ở trên là mứt cherry được làm từ cherry nguyên trái nhập khẩu từ nước Úc. Thì đó là cái bánh em tặng cho anh nhân dịp sinh nhật anh năm nay. Cảm ơn nhờ. Ok rồi, ra bóc quà những người khác. Món quà đầu tiên rất ý nghĩa từ một cô em gái không có mặt ngày hôm nay, đó là một gói muối iốt. Nó sẽ là
Chanh đỏ đa năng. Chanh đỏ đa năng này sẽ giúp mình tăng cân, tăng cân. Ok, quà này của ai? Quà này của ai? Của Phương Anh. Rồi, cảm ơn Phương Anh trước. Ok. Sô-cô-la. Sô-cô-la được chưa? Sô-cô-la. Wow, wow. Những cô gái sexy. Món quà tiếp theo của Công và Linh. Công và Linh. Khó đón quá. Đây đèn lava. Wow. Đây là dầu ăn hả? Đây là rượu vang trắng. Rượu vang trắng hiệu 5 chàng trai đang cười. Hộp với cả hộp sô-cô-la. Tất cả những cô gái đang cười. Cảm ơn đi ra. Món quà của Hưng và Thư là Golden State Warrior. Wow. Xịn quá ta. Nguyên một bộ luôn. Còn là phần của mẹ hơn mua cho mẹ. Đây là quà của anh Thành. Cảm ơn anh Thành. Món quà có một nắp gói. Và sau đoạn này không phải mua đồ. Wow. Thu chết. Cứ mở ra đi đấy, cứ mở ra đi. Không biết gì. Nhân ra chưa? Nhân ra chưa? Cái là của fan. Món quà bí ẩn à? Món quà được biết đến là từ một fan đúng mặt. Cô gái trên nổi tiếng như này không có bác này. Có thể món quà kia thì quên. Mình đã nghĩ ra rất lâu nhưng mà chưa mua, và hôm nay thì bảo mình đã mua rồi. Bóc đi. Wow. Mắc tiền nhất nha. Sao? Cảm ơn chị. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Các bạn. Sáng mạnh xuống, sáng mạnh xuống. Có cái gì? Hay hết rồi. Cái đó mà nó cứng quá, cắt không có qua. Chết rồi, hay là nước chảy. Anh nhấp cả cái đáy lên để con thiếu một đó. Cái này ở trong có gì vậy không? Ôi, anh có phải lấy cái kia ra, anh chị đúng rồi, nhấc cái đó ra luôn đi. Anh nhấc cái đĩa ra luôn đi, cho thì bánh làm đĩa ra chắc. Ờ, giờ quá. Bóc bớt thì ra giờ. Ui. Quả bom à? What? Cái gì đấy? Ồ. Đó là cái sinh nhật này nó cũng bất ngờ lắm. Thua chưa? Tôi mua khẩu hộp chưa? Không rồi. Đúng là không ngờ là. Trời ơi, thấy mà chặt dưới cái điện thoại. Quy kiểu. Không quy thôi đó. Thôi là bà anh bật ra là vào cái lúc mà đi nó bảo là bẩn quá. Kéo cái đó ra. Cái đó bẩn nên có gì đâu. Thì ra. Nhưng mà em không biết là cái gì mà. Thì ra. Thích chưa? Năm nay Giang chơi đợt. Sinh nhật Giang là tháng 8 nhỉ? Sinh nhật Giang năm được không? Hơi khó rồi đó. Ủa anh cắt bánh ra anh có quên gì không? Quên gì? Anh có thấy còn gì ở trong này không? Kèo ăn không? Thì anh cứ thử chết thử. Có miếng này nè, miếng gì nè. Nào ở kia, khiếp, làm gì mà kinh thế? Anh thấy nó hơi cộng cộng nữa rồi. Wow. Người làm bánh còn mới. Cái này là gì ta? Có thể là phong bì tiền. Không, đây là một cây vàng. Sổ tiết kiệm. Sổ tiết kiệm. Hay là sao? Sổ đỏ. Sổ đỏ. Không, đây là kết quả không? Hợp đồng trả góp của cái điện thoại. Read it to my wonderful husband. Wow.
Nó, cái này là một cái truyền thống mỗi năm là đều phải có cái này. Dù có fan, dù là có nhiều quà hay là ít quà, hay là nhiều bạn hay là ít bạn, thì lúc nào năm nào có cái này. Cảm ơn vợ. Một bài thơ. Em thông báo anh và em đã có cái gì? sợ chúc mừng sinh nhật thứ 7 anh làm bạn thân của Giang. Nhân dịp sinh nhật thứ 7 ở cạnh nhau, em quyết định làm đặc biệt hơn một chút vì suốt 6 năm vừa rồi toàn là anh mua đồ mới cho em rồi dùng đồ cũ của em thôi. Bởi vậy năm nay tặng anh đồ mới, hy vọng là ngày nào anh vui như hôm nay. Các bạn ơi, lưu ý với các bạn một chút là nếu mà các bạn muốn xem là mình đã làm cái bánh ấy như thế nào thì các bạn qua ngay channel của Dino ở Dinology và xem cái video làm bánh của tụi mình nha. Bởi vì là làm bánh thì rất là vất vả nên là bây giờ thành quả là anh bạn thân suýt khóc, thế là mừng mừng lắm. Hy vọng là các bạn đã thích video vừa rồi và hy vọng rằng anh bạn thân đã có một ngày sinh nhật ý nghĩa. Năm nay là một năm quá thành công của mình hy vọng là các bạn sẽ cổ vũ cho mình những năm sau, tại vì những năm sau nó sẽ khó vô cùng. Khó hơn đấy. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Tạm biệt.